Nay cái mai chạy đọt dữ quá à, nấu bơi. Chào em, chào bà con, chào anh em nhiều nha. Chào anh Út nha, anh Út rực nha. Để nay, tại vì mấy bữa nay mình cũng có số anh em mới vô nghề. Nói sao là mai con Út chạy đọt. Thì nay có em Hồng tới đây, anh cũng giải thích luôn. Trước hết cái mai chạy đọt để mình nói gì riêng giường của anh, là giường của mình. Tại vì mình nói là Hồng bữa cái mai này mình lấy về nay được 20 ngày cho Hồng. Cỡ 20 ngày đó. Thì bữa anh có nói với thằng Hồng là trong vòng 1 tháng là nó ra phải là 100% hay 50%. Bây giờ được 20 ngày nó ra. Mà lúc trước là chỉ quay cái của anh là lúc mà anh show cho người ta cái vô chậu này thôi. Đúng rồi. Không biết là cách chưa làm ra. Sao để cho cái mai nó phát đọt dữ vậy nè. Và bây giờ mình sẽ giải thích luôn. Nói chung cây mai này mình giờ thôi mình cho đại nó 1 tháng đi ha. Dạ. Được không? Được. Mình ngay từ bữa đó mình lấy về là mình tứ được 1 tháng này, mình tứ được chỉ có 2 lần nước nha. 2 lần nước thôi. Tại vì để mình nói nghe, mình để cây mai mình phát đọt vậy nè. Không phải là cây mai mình vừa nhóm đọt ra là mình không được tứ nước nha. Mình để coi cây mai mình nó phát triển như thế nào. Tại vì cây mai này em nghĩ cái chậu cả mét nó không đánh đổi mà khô lắm đâu. Em đợi nó phát đọt mà cây mai nó ra mà phẻ đó mà cây mai lá cứng đàng hoàng rồi em mới tưới nước nha. Tại vì cái mai này anh nói thật em, bởi mà anh em nào muốn làm mai mà nó phát đọt lẹ đó, nhớ lưu ý là lúc nào mình cũng hạn chế nước nha. Mình coi cây mai mình ra cái lọc phẻ hay không, mình chờ cái lọc nó ra nữa, cái lá nó to hay không, phẻ hay không, cứng hay không là mình mới quýnh nước nha. Chứ không phải cây mai mình mà vừa mới nhóm đọt vậy nè, em là mới nhóm răng phân nè. Dạ. Là mình chưa thấy thì khi mới nó mình mới nhiều khi mới thấy cái lá nó ra vậy là nó mới có được phân đúng không em? Đúng rồi. Là nhiều khi mình không biết cây mai mình còn ướt, mình quýnh vô là mốt cây mai mình lá nó nhỏ nha. Lưu ý nha. Mà nói về vườn của mình là mình không vừa quýnh phân nha. Cây này bữa giờ là lúc anh vô bữa giờ cũng chưa quýnh phân luôn lúc không, mà. Không nha, mình không là mình chỉ tưới nước được 2 lần nha, mình cũng nhờ được cái nước trời. Dạ. Thật sự cái nước trời vô mình được 2 bữa em. Cái này bữa anh bấn về chỉ đỏ bỏ vào chậu với chậu bình thường như bình thường cái clip hồi nãy phải không? Đúng rồi, bình thường đây chứ không có gì. Với cái cây này để mình nói cho nghe. Cái cây nó khoảng là nó 50 tuổi rồi, cái cây nó cũng già. Dạ. Với nghe anh nó cũng nhờ trời thương, anh biết cách trồng. Anh là cây mai bởi anh em ai cũng vậy, mới vô nghề phải nhớ lưu ý. Cây mai vừa phát đọt đỏ đừng thấy nó là cây mai mình tốt nha. Để mình coi nó, mình theo dõi 1-2 ngày coi cây mai mình nó phát đọt nó dài cỡ nào. Là anh em mình mới quýnh phân. Chứ không phải cây mai mình mới vừa nhóm đọt là anh em mình quýnh phân là coi chừng rớt nha. Vậy là cây này anh vô được 2 lần ha. Là nhớ mà anh em mình lưu ý mình chờ cái lá nó ra như thế nào là mình những cái cây mai mình có độ khô như thế nào mà mình mới tưới nước nha. Là tưới nước thường thôi nha chứ không phải là tưới kích thích này là tưới phân nha. Và mình nói cây mai mình tưới phân là mình chắc mình cũng phải chờ, phải là mình không phải nói với anh nói thật cho em á là cây này muốn phân là chắc cũng chờ khoảng nửa tháng nữa. Em biết sao không? Sao anh? Chờ độ lá nó xanh. Mà cái lá này em thấy ngộ nha, cái lá này thấy nó có vẻ là chưa, trước giờ thấy không cứ giống bình thường, anh chị thấy có vẻ vậy không? Nó giống như là chuẩn bị đột biến tới nơi vậy. Đúng rồi. Cái cây này anh nói thật em, anh cũng đi mua mấy chục năm nay anh mới thấy cái lá mai này. Anh nói thật em, thật sự là không có lá mai nào mà nó kỳ cục như cái lá mai này. Mà nói chung là cái bông vàng đàng hoàng nha, vàng đẹp đàng hoàng. Cái cây này em biết không, nó giống không phải nó cây y như cây mai lai. Ngộ người ta. Cái cây mai nó vàng nó xanh mà vàng nó xanh ngọc. Em thấy cái đọt nó cũng vậy. Cái đọt nó sẽ cái đọt đỏ đỏ tư mà đỏ mà đỏ không đỏ lắm, em thấy không? Còn cái độ gân của nó, độ xanh của nó thì không phải lá đỏ như cái clip trước nãy em quay cho anh chị cái mai Phú Yên đúng không? Đúng rồi. Bởi cái cây này mình nghĩ mình cũng không hiểu luôn. Cây này nó cũng là Bình Định hay gì chứ anh hả? Mình cũng chẳng hiểu mà biết cái phải giống Bình Định hay của miền Nam mình cũng chẳng biết, tại cái thế này là thế của miền Tây. Thấy miền Tây đúng rồi, thấy miền Tây. Cái thế miền Tây chứ không phải cái thế Bình Định. Bình Định nó vòng tròn phải không? Đúng rồi. Nó không, Bình Định Phú Yên là vòng tròn. Đúng rồi, nó không phải là cái thế đó. Bởi cây mai này anh nói thật với anh em mới vô nghề. Với coi thử đón được cái cây mai này, cái lá như đi lá như thế nào, nhiều khi mình cũng chẳng biết, thật sự là vậy. Nhưng mà em thấy ở đây có cái lá già nó vẫn xanh đen nè anh. Cây mai này nó y như là cái cây mai đó. Cái màu hồng phấn
nhưng mà nó già là vẫn đen. Cái lá nó đen xanh mà để mình coi, để một tháng nữa mình coi cái độ lá nó xanh rồi anh vĩnh phân để coi nó lên cỡ nào, rồi để em quay cho bà con người ta đón coi thử coi nó ra sao. Bởi vì cho mình lặp lại câu, bởi anh em nào muốn làm cái mai mà ra được cái lá lớn này hạn chế tưới nước mà hạn chế quấn phân nha, để cây mai này phẻ đàng hoàng cứng cáp đàng hoàng mình mới quấn nha, chứ không phải mà cây mai mà mới để mình nhắc lại là mới phá phát ra phân này mình thấy cây mai này tự nhiên ra phẻ quấn phân vô coi chừng cây mai mình nó sẽ bị ngợp nha. Anh em mình mới vô ngày là phải nhớ lưu ý nha, cho nó ra cái lá mà nó ra về mà cái lá nó dài vậy nè cũng không cần lên quấn phân làm gì nữa. Anh nói bằng sự thật, để cho cái lá nó xanh đàng hoàng, nó xanh hơn là nó xanh như mình như trên đây nè. Là anh em mới quýnh phân là cây mai lên dục. Không bao giờ cây mai bị trục trặc gì hết. Cây mai rất đẹp bình thường. Chứ đừng có nôn nóng quá, thấy cây mai ra về tưởng là cây mai mình phẻ là coi chừng mình bị sai lầm. Tại vì mình cũng không phải nói với cây mai này mình tứ hai lần nữa là mình cũng cân đo lắm mới coi như thế nào. Rồi sẵn anh nói lại cái quá trình mà mình trồng cái chất trồng này lại cho mà anh chị đi đó, để cái... mọi người mình hình dung được từ lúc mà anh bứng về. Đúng rồi, cái trồng này đó nói nghe thì nãy anh nói mấy câu thì nói nhiều khi anh bà xã anh bà rảnh rỗi nhiều khi thay một hai cây đó thì dạ. Chất trồng dễ ẹt anh em mà mới vô ngày á, mình nói là cả cái tâm mình luôn, cứ ra mua hai bao trâu đen cho gì cũng được, to cũng được mà nhuyễn cũng được, nhuyễn cũng tốt mà cho cũng tốt, là hai bao sao dừa một bao trâu sống là năm bao trộn vô một bã là cứ để vậy là cứ vô thôi, không có trộn bất cứ cái gì vô hết. Nhưng mà cái phôi anh xử lý lại thành xử lý đất 50% phải không? Đúng, cũng như cái phôi để anh nói nghe là mình nói về cả miền Tây là với cả miền Đông, tại vì cái miền Đông là mình chỉ bỏ 70% lấy 30% cái miền đất, Đông á, cái miền Đông, tại vì cái miền Đông nó khó chịu. Còn cái miền Tây có thể là mình bỏ 80% đất mình lấy chỉ 20% vẫn lấy cái ruột. Cây này hồi trước là miền Đông hay miền cây miền Đông. Miền Đông luôn hả? Bình Thuận nè. Cái cây này để mình nói nghe, cây này nó sống về tro nhiều. Tại cây này ngày xưa họ trồng chậu nhỏ qua chậu lớn nhỏ lớn thành cái cây này nó em nghĩ tôi anh khiên cũng nhẹ lắm không có gì á. Tại cái dàn rễ anh nó trồng muốn hết. Với cái cây này cũng cây nhà người ta biết làm. Thành ra mình về mình cũng dễ xử là vậy. Vậy là khi mà anh lấy về xong là anh lặt lá hết, tỉa lại hết. Đúng rồi, tỉa cành hết. Thì bữa anh nói em á, nhiều khi mấy cái đầu không ra mà cái nhánh em thấy không, cái cành nhánh chơi nó ra không? Anh đâu bây giờ mà anh chỉ lại cái cho anh chị xem nè. Nè, nhánh chơi ra nè, em thấy không, nó ra nè, thấy không? Bởi không biết là cắt mấy này là mình sẽ bị sai lầm. Lấy mấy nhánh lấy mấy nhánh bự là coi chừng mình trả cái giá. Em thấy dành chơi ra ghê không nè, nó ra hết luôn, không còn chỗ luôn em. Vậy hồi xưa chắc cây này ra bộ lá không đẹp cái người ta bán cho anh phải không? Cái lá nó già lắm. Cái nhưng lá tại nó không đẹp tại không? Tại vì hôm Tết á, cái năm trước á, là năm hôm Tết này là cây mai này á, nó không có được hoàn thiện. Có cái năm dịch á, cây mai này đẹp dữ lắm, bông hoa đẹp cực kỳ. Làm như cái năm vừa rồi là làm như bị trục trặc gì mà đó, mà nói sự thật, ta không biết gì đó, ta để nó cây mai bù lăng bù lá rồi lốc à. Rồi ăn trộm nhổ không được. Rồi ta thấy làm như mình cũng không biết gì, thấy cây mai ai cũng nói cây mai này bán nhiều tiền lắm, rồi ta mới bán. Đó là thật sự là vậy. Gộp đối với mình là mình cũng thích trong nghề mai, mình thấy cây mai này mình chịu đâu có nổi em. Cái xong qua năm sau chắc cây này nó không đẹp, cái chủ nhà thấy bộ lá nó không đúng đẹp rồi, lắm, cái luôn bán canh ha. Đúng rồi, với cái cây cây mai nó cầu quýnh cà tê nó dài, thâm thẩm để cây mai nó ra, còn không phải như cây xào vậy đó. Rồi người ta mới bán anh mà mấy cây đó mình về mình làm mới ngon đó em. Mấy cây người ta không có tỉa tắm mà về mình làm là cây mai nó phẻ ghê lắm. Coi như là anh bỏ hết lá rồi cắt lại hơi đúng phải không? Còn đúng để rồi. Vẫn để lại mấy cái chi đúng nhỏ rồi. Của nó thì em biết không, cây mai mà người ta tỉa tắm rồi đó, mình chở từ ở quả vô đây là cây mai nó bị gốm ghê lắm. Hay là cây mai người ta bỏ vào lăng lóc thì mình làm nó tốt ghê lắm đó, mình biết cái cách xử lý này sao đó. Mà trời thương anh nó là cái bãi lên ghê lắm, em thấy nó lên khiếp với không? Vậy ví dụ ở nhà em có cây phú điên mình định mà bộ lá nó không đẹp, giờ mình cắt mình làm lại giống không giờ không giờ em được làm. Được làm hả? Giờ muộn rồi. Nếu mà anh là mới làm đó. Anh là một tháng thì cây của anh là cây già. Còn cây của em là nhiều khi em lãi hôm Tết. Bây giờ cây em bộ lá đẹp dễ không có gì khó. Giờ là em để cho nó phát đọt. Để cây em nó là nước nó ra. Rồi là để cho nó có bao nhiêu nước, cây nó còn lá, cái lá nó xấu vậy để cho dẫn nước. Lá xấu để cho dẫn nước. Cho dẫn nước em để cái tháng này lỡ em mà xử lý cây mai giống anh rồi, tại lúc anh mua cây mai này là tháng trước là em biết mình nói cũng trời thương ít có mưa.
không, anh nói một sự thật, ít có mưa. Dạ. Cũng như giờ em xử lý cái cây Phú Yên của em á. Ừ. Em cắt hết giống cây của anh vậy. À. Mà lỡ trời nó mưa cả tuần lễ, hai trời bão tuần lễ, cái cây không có nắng là cái cây mai là thế nào cũng bị rớt. Mà cây đó không ánh nắng luôn, để trên lan can này giống anh nè, trên lan can này nè, nó nắng một hướng á. Đúng rồi, anh thí dụ. À. Lỡ trời nó mát là cây mai có vấn đề, tại cây mai là nó được cái sức cái sức nắng. À. Cái lá nó mới phát triển được. Dạ. Là cái dưới nó mới ra rễ. À. Bởi cây mai như khi giờ này em mà em xử hết cái lỡ mà anh trục trặc gì là mà thà em đẩy luôn. Thà đẩy luôn. Đẩy luôn, chừng nào mà mốt mà nó ra nó dạng nó cây mai em nó chạy đọt á. Ừ. Đẹp á. Còn mấy cái lá xấu á, lá xấu em lại bỏ là cây mai ra tết em có bông trừ, không có gì. À. Chứ đừng em đừng ngắt lá uổng lắm, để cho nó dẫn nước. À. Vậy là em có lỡ lắc ngắt lá một số mà giờ à, đúng rồi, đúng không, mình không lỡ lá xấu ngắt bỏ đi là không có gì, để chừa là một số lá để cho dẫn nước, chứ em lắc hết thì lỡ vẫn trời có, vẫn có lỡ trời này, nó lỡ mà nó nghiệt trời bão hay trời không có nắng là em bị mệt mỏi y như em ghép mai cũng vậy nha. Dạ. À, lúc em cái xử lý ra là mà không có nắng là em ghép rồi cây mai nó không có lên, nó lên múc lên lá me. À, bữa giờ cây này là anh vô chỉ có hai lần nước, ngoài ra không có cho gì luôn. Biết sao anh nói thật, tại vì mà mình nhà này nhà ngủ của mình, tại vì sáng nào mình trưa nào mình cũng dột ba ống cử, mà sáng nào mình biết chừng nào cây mai mà lá nó rớt lá rồi nó khô, vàng nó khô là nó khô mất nước á. À. Là anh mới tưới vô thôi. Ừ. Mà nó dễ gì khô, biết sao cây mai mà đã cái chậu lớn 1 mét về mét một cho 1 mét đi, em thấy đâu bao lá là không vừa ăn nước nhiều. À. Với giờ cây mai nó ra vậy nè, biết không, là cây mai nó đang vàng nó phát nhựa nó ra. Dạ. Nó phát nhựa ra là cây mai nó vậy. Em mà để chừng nào mà cái lá nó xanh đó là cây mai nó mới phát rễ. Ừ. Là cây mai mà từ từ nó mới ăn nước. Bởi vì tứ mai đừng bao giờ mà gấp gáp. Tứ cũng vậy đó. Dạ, à, thường... Cũng như anh nói em nghe, cũng như cái hẻm 79 đường Tâm Bình đó, à, anh cũng mới cho con cháu là sẵn mà lột miễn ra hết. Dạ. Bây giờ công chuyện mình đã vô khung rồi, nó quá trời nhiều công việc rồi. À. Bây giờ anh bắt lột miễn hết, em biết chi không? Chi anh? Đằng sân bay nó tứ á, nó lựa cây nè, cái mặt chậu trắng khô mới tứ, ướt không giờ tứ. À. À, anh mới nói một câu, mày phải ráng giữ được vậy á, là nữa mày mới làm được cây mai. Ừ. Rồi sao này mày không có làm cho tao mà làm cho người ta là người ta chấp nhận, người ta thấy là người ta tốt thương mày. Đó là cái cách tứ mai, chứ không phải tứ mai là đụng cây nào tứ là không phải vậy đâu em. Tứ vậy là hư cây mình hết. Bởi vì làm cây cái gì cũng vậy, chậm chậm từ từ làm, quýnh cho trúng chứ đừng quýnh cho trật. Chứ làm cây mà cứ cây nào em đúc vô em tứ là em sẽ trả cái giá nặng, bởi vì em thấy cái vườn mai anh một em thấy giờ này đạt cũng gần không phải nói với mày 99% rồi. À. Em thấy có cây nào xấu không, cả vườn anh đang ở đây cũng vậy. Rồi nó ra những cái chùm lá vậy, mình đợi cho nó già mình rong lá bớt hay sao, mình cứ để vậy luôn? Đúng rồi, để anh nói nghe, vườn này mình để vậy nè, mình để cho dẫn nước. À. À, để chừng nào cây mai mình nó chạy đọt dài á nha. À. À, nó chạy đọt dài là mình nhiều khi một hai cái lá trong rồi nè, em thấy cái như vậy nè, em thấy không, nó ra về một chùm vậy nè. Dạ. Là không hợp lệ, là cái mai này không vừa nó chạy đọt được. À. À, mình để cho nó chạy được đọt như thế nào, với mình canh cái lượng nước mình tứ nó làm lãi bớt. À, là mình phải tỉa bớt mấy cái lá nhỏ này. Ừ. Đợi nó, anh đợi nó già còn mình kỹ à, để nó già còn để mình kỹ nữa mình lấy tay mình bẻ bớt, anh thấy không, em thấy tự nhiên có mắt cái chút xíu gì nó bằng bự hơn cổng dân ngang, em nghĩ nó ra 6-7 cái nhánh này, em thấy không. À. Được, bây giờ nó đang non mình bẻ luôn được không? Được chứ, được luôn ha. Trời ơi, nhưng mà bẻ khác láo kéo không bao giờ em, mà cái nghề của anh từ xưa giờ em biết mà, em phải bẻ, em chịu hai đầu thôi. À đó, anh chị thấy hai đầu không, là vậy là cho anh chạy, chứ em để như vậy là cây mai này nó gút hết là nó không giờ cây mai chạy đọt. À. Vậy là nãy giờ bên ở đây là cây này anh chưa xử lý cái đó, chưa, đó ha. Chưa, anh chờ cái cây mai mình có nó chạy đọt cỡ nào. Dạ. Ờ, dưới chờ cây mai cái độ lá nó già. À. Là mình mới bây giờ anh đâu dám bính phân. Cái này là nó mới phát đọt đúng không? Đúng rồi, nó mới phát đọt. Mình phải rong lá một cái nữa cho nó đúng chạy rồi. Đọt. Đúng rồi, mình để coi cây mai nó phát triển cỡ nào. À. Giữ mình học bây giờ anh đâu bây giờ anh đâu dám bính phân. Dạ. Em bính phân nhiều khi trúng phân nó sượng sao? À. Nó sượng là nó hư cây mai, em nghĩ cây mai tiền trăm triệu để nó sượng là chết được. À. Thà là để nó đói vậy mà cây mai nó khỏe. Dạ. À, chứ không em nghĩ chứ không phải là đơn giản đâu, bởi mình để ai bây giờ anh làm mai, cách của anh là anh riêng thì tại vì mỗi người mỗi tánh, anh làm mai là rất là chậm rãi. Nhưng mà với cái cây này anh, cái xương bên trong thì nó vẫn còn trống lắm, mà có khi nó chưa chạy đọt ở trong xương không? Không, cái mấy cái này là em biết sao mà sao? Xưa là ở nhà người ta tỉa vô tỉ mẹ miền Tây. Ừ. Thấy không?
nó ra là không bao nhiêu đâu, nó có ra là ra tức là ít thôi nè. Em thấy như mấy cái đây nè, em thấy nó ra trong 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 thân cây ra không? À. À, ở đây như là em thấy nó xì cái đây không? Không mấy cái đó nó chậm phải không? Đúng rồi, nó chậm tại vì ngoài đây nó nuốt hết trơn. À thấy không? Vậy là cái này để xử lý tiếp là anh phải để cho nó xanh lá xíu à, anh rồng rồng lá bớt phải không? Đúng rồi, để cho nó ra cứng, để cho nó ra lá xanh. Dạ. Rồi anh mới quýnh một đợt phân để coi cái đợt có chạy không. Nè, nó chạy là anh mới gom lá nha. Chứ biết chiên không? Để cây nó đọt nó chạy là mình gom lá là đợt là cây mai nó phát triển lên luôn. À. Còn cái đọt nó không chạy á, không chạy là em đừng bao giờ gom lá, để cho lá nó nhiều cho nó dẫn nước. À, vậy là trước khi mình rong lá là mình phải thử nhóm thử cho nó xem nó có chạy đọt không phải không? Đúng rồi, mình phải coi cây mai mình chạy đọt hay không. Dạ. Rồi mình mới quýnh phân. Dạ. Chứ không phải mà tự nhiên giờ em quýnh phân vô cây mai nó không chạy đọt, quýnh cái đứng luôn. Đứng vào mai thành ra mình để từ từ, không có gấp gáp gì đó nghe. Dạ. Quýnh là phải cho trúng, bởi vì mình chờ cái lá mai xanh em quýnh một cái nó chạy đọt hay không, không chạy là nó không chạy là mình không vừa lấy lá. Đó là cái cách để ảnh xử lý tiếp theo cái cây này đó anh chị. Bây giờ anh trong vòng một tháng anh có quýnh phân cây mai này, thật là quýnh cái cây mai này thì nó chạy đọt là anh sẽ tỉa bỏ bớt cái dạng lá nách lá đồ vô. Cho cây mai chạy lẹ. Còn anh mà quýnh phân mà vô mà nó không chạy là anh không vừa đụng tới cái lá nào hết. Mà anh tỉa rong lá một cái là nó chạy bên trong luôn ha. Đúng rồi. Nó chạy bên trong luôn á. Bây giờ chờ. Bây giờ nó mới bên ngoài thôi. Đúng rồi, bởi anh chờ là để cái lá nó xanh, anh quýnh phân để con nó có chạy hay không. Dạ. Nó chạy là anh sẽ tỉa mấy cái lá như trong đây là nó 7-8 cái lá, nó 60 cái phải bẻ bớt bỏ chừa 2 cái. Dạ. Để cho nó lẹ ra nữa mình bẻ. Ha, là mình tỉa. Dạ. Chứ em giống nguyên chùm này là mấy mốt là mình tỉa hết à. Là chờ chứ mình mà quýnh phân mà cây mai không chạy là mình không dám đụng gì hết. À, để lá càng nhiều nó càng dẫn nước là cây mai mau lên em. Dạ, một chứ, kinh nghiệm quýnh phân để cho phát đọt đó anh chị ha. Chứ không phải mà tự nhiên cây mai về đem phân quýnh lỡ nó sụp chặt cái là rớt cây mai cả 100 triệu, nghĩ đau đớn lắm, đâu phải đơn giản đâu. Mà phân anh cũng chơi cái cứ để vô dứt luôn ha. Đúng rồi, để vô dứt thôi chứ không có cần bất cứ phân gì. À. Anh nói thật. Dạ. Anh không có cần phân gì hết. À. Cứ phân nó để vô bởi vì anh chờ cái lá xanh anh quýnh phân nè. À, là để nhóm thử cho nó test thần sao á. Đúng rồi, cũng như là mấy cây mà để nó nghe như mấy cây bự đi, anh tưới 8 lít. Ha. Dạ, anh 8 lít. Ở vô phân cái cây này anh tưới chỉ khoảng 5 lít thôi. 5 lít. Ở tầm khoảng tại 2 cây rưỡi. Tại vì phân đó là mình cũng pha là đúng liều lượng nha, chứ không yếu không mạnh nha. Dạ. Cũng mà một lít phân 100 lít nước. À. Cũng như cái cây già thì mình tưới 8 lít, cây non thì mình tưới 5 lít. À, hay là 4 lít tưới ít hơn ha, ít hơn, tầm 2k 2k rưỡi gì đó. Ok ha, như phân non nè, giờ mình tưới tỉ mai mình tưới 5 lít đi là ngày mai là mình phải tưới thêm 60%. Là anh để cho nó ăn một ngày cho nó đêm cho nó đêm cho đêm cho phân nó nhạt, nó gọt từ từ. Anh em phải tưới 60% nước để cho cái phân nó gọt xuống tới đây. Rồi trong vòng một tuần lúc đó nó chưa chảy dầu đâu á. Đúng rồi, không có chạy. Trong vòng một tuần lễ là em coi cây mai nó đỏ màu, cái lá nó bóng cỡ nào là cây mai chuẩn bị chạy đọt. Còn cây mai mà em tưới mà cây mai nó dạng cái lá buồn á. Dạ. Là cây mai không chạy đọt là có vấn đề, là không bao giờ dám đụng chạm với cây mai. Đó, không giờ mà dám tưới nó cái phân gì hết. Dạ. Để tự nhiên cây mai, để từ từ cây mai nó mới lên được. Còn mà tưới vô là mốt là cây mai nó suy hoài, không được cây mai lên. Đó, anh chị thấy anh Út đợt vừa mới chia sẻ một cái bí quyết để cho cây mai phát đọt, chạy đọt và cách quýnh phân cho những cây mới như vậy nha anh chị. Chứ không phải mà em nghĩ đâu phải mà đơn giản tới chừng tứ phân mà tứ tá lạ, không phải đâu. Mai mình phẻ già là mình mới dám tứ tá lạ. Dạ. Mai mà cây đực cây cái bắt cây non cây già rồi cây mới ghép là mà tứ mình cái người chủ mà tứ, chứ mình không dám cho công tứ, nhiều khi công nó xỏ vô tầm bảy tầm bả. Mình biết cây nào tứ, cây nào không nên tứ. Dạ. Đó. Còn mai mình điều đặn hết đó là như trong vườn trồng á, tứ thoải mái. Rồi bây giờ nếu mà giả sử cây mai nó phát đọt ngon rồi, nhưng mà đối với một số cây mai mà nó bị ngưng chạy đọt, ngưng phát đọt thì mình sẽ xử lý như thế nào? Anh chị chuẩn bị xem tiếp cái clip tiếp theo nha, được không anh Út ơi? Ok, mình sẽ giải thích hết. Mình nói thật lòng mà mình giải thích hết. Rồi anh cảm ơn em nha. Dạ, anh cảm xin ơn chào bà con, cảm ơn em nhiều nha. Ở cái clip tiếp theo mọi người theo dõi tiếp nha, mình nhớ bấm like, cho subscribe cho anh chị ơi.